đổ cái thuốc này vô mũi đúng không? Đúng rồi, đổ lẹ đi. Sao bên đây phòng mình lớn quá vậy? Sao tự nhiên tay chân mình bé xíu vậy? Bạn tỉnh rồi đó hả? Chỉ cần biết thôi. Bạn teo nhỏ như vậy là do chúng mình làm đó. Là mấy bạn làm mình teo nhỏ lại hả? Cho mình bự lại đi. Chưa được. Sau khi bạn giúp tụi mình đánh thắng bọn người dâu đã. Thôi đi về làng bọn mình đi, rồi bọn mình kể thêm cho nghe. Ủa, sao mấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy? Vì bọn mình chuẩn bị tử chiến với bọn người dâu. Người dâu và người cam từ bao đời nay đã tranh cãi xem vị ngọt hay vị chua thì ngon hơn. Nhưng cãi mãi không có kết quả. Thế là hai bên sẽ hẹn ngày tử chiến một phen để quyết định kết quả. Và tụi mình quyết định chọn bạn để làm thủ lĩnh của bọn mình. Vì bọn kia cũng đã nhờ một người giúp sức mà. Để mình thử xem sao. Anh em, hôm nay là ngày chúng ta cho bọn người dâu biết tay. Chị chua là số 1. Anh em, xông lên, cho chúng biết chị ngọt là vô đối. Xông lên anh em, đánh cụ đầu trước khi mà nó kịp trở tay. Lên. Đớm, mình không ngờ là bạn nghe phe người cam luôn đó. Hai phe thôi đi. Lý do hai phe đánh nhau thiệt là tào lao. Vị ngọt hay vị chua cũng đều ngon hết mà. Tại sao ta phải tìm ra vị ngon hơn chứ? Gì? Ta không biết. Nhưng mà nói chung là mùi ngọt thì ngon hơn. Và tụi cam phải bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đời bạn chỉ ăn ngọt hả bụng bự? Chắc là sẽ bị tiểu đường mà chết. Đó, thấy chưa? Cuộc sống là phải cân bằng nhiều mùi, nhiều vị thì mới thú vị chứ. Như mình ăn chua hoài, chắc chắn sẽ bị lũng ba tử luôn. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để sống vui, khỏe hơn chứ. Bạn trẻ này nói có vẻ đúng đó. Đình chiến vì một cuộc sống cống hiến, ngươi thấy sao? Đồng ý, đình chiến là để cống hiến cho cuộc sống nhiều giá trị hơn. Đúng rồi.